Đấy. Bên này tắt rồi này con. Dạ con đừng có dính cái vải khác là đốt nguyên cái bánh kem luôn nha. Ôi dồi, ôi. Bé nữa đốt đi. Được không, được không? Con đốt chứ. Hiểu ý lắm đấy. Nhớ ba quá rồi đó. Nhớ ba quá. Nhớ ba rồi. Được rồi con bỏ cái đó đi con. Bỏ đi thôi đi. Rồi hát happy birthday đi chơi ơi. Happy birthday to you. Chơi vô đây, chơi vô đây. Qua đây, qua đây, qua đây. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Rồi, cầu nguyện, hỏi nến. Vô đi con, vô đứng với bạn. Sao? Để cầu nguyện một cái điện thoại. Bảo ai mua? Bảo ba mua à? Bảo ai mua? Bảo ba mua chứ. Nè. Con tưởng mẹ chát chỗ Úc. À bên kia hả? Bè, nghe ơi, nghe nói ba ơi mua cho con cái điện thoại. Ui dồi ôi, ngoài ba. Nói đàng hoàng gì đó. Bên kia nữa. Hỏi hết đi. Wow. Vậy là điều ước nhân đôi rồi đó nghe, được hai cái. Thổi hai lần là được hai cái. Bây giờ mình để cái này xuống ha, ăn cơm. Ăn cơm đã.